chúc các ông, các bà luôn mạnh khỏe. Thông qua những cô bác, Mạnh Thường Quân đã gửi tiền tới cho gia đình của em Quân cô bác nhá. Ở đây thì hôm nọ cháu Lực có nhận được một khoản là của chị Hoàng Thu Hương, chị ở Tuyên Quang, chị có gửi cho em Quân là 1 triệu đồng. Và bà Duyên, bà ở bên Úc, bà có gửi cho em Quân là 1 triệu đồng. Và cô Thúy Phạm, cô ở bên Mỹ, cô cũng gửi cho em Quân là 100 đô. Và trong đó thì cho em Quân là 2 triệu đồng, còn 360 ngàn thì cho cháu Lực làm kinh phí để đổ xăng đi lại. Và hôm nay thì cháu Lực nhận được một cái khoản nữa là cô Nguyễn Cẩm Đoan, cô ở bên Mỹ, cô có gửi cho cháu Lực 1 triệu. Cô Nguyễn Cẩm Đoan này là gửi cho anh chị Quyền Yển TV, và anh chị đấy có đưa lại cho cháu Lực. Anh sẽ trao cho em nhé. Đấy, em đếm đi, là 5 triệu nhá. Đấy rồi. Cái phần số tiền này được các bác gửi cho em thì là sẽ để cho em mua thức ăn này và mua thêm những cái thực phẩm, những cái đồ dùng trong gia đình còn thiếu nhá. Còn bây giờ thì em có một lời nào cảm ơn gửi tới quý ông bà mà đã gửi tiền cho em không? Rồi. Con cảm ơn quý ông bà, cô chú anh chị đã gửi tiền cho con. Con làm ma cho bố. Con biết ơn cô bác rất nhiều. Rồi, có vẻ như em Quân, đôi mắt của em Quân đã hình như đã hơi đỏ đỏ một chút rồi cô bác. Cháu được xin mến chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Chào mừng quý ông bà, cô chú, anh chị đã quay trở lại với nội dung mới trên kênh Bản Em. Một ngày mới chúc tất cả quý ông bà, cô chú, anh chị thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Hôm qua thì cháu Lực có nhận được tiền của một số cô bác có gửi cho cháu Lực và nhờ cháu Lực là đem lên trao cho em Quân để giúp cho em cân là lo cái phần làm ma chay cho bố một chút cô bác, để cho em Quân mua những cái vàng má này, mua hương cô bác, mua hoa để cho bố của em Quân một chút cô bác. Hiện tại thì cháu Lực cũng đã đến gần đến nhà của em Quân rồi. Và lên từ nhà Quân thì xuống từ trên đồi kia xuống đến đây là cô bác rất là mệt, cho nên là cháu Lực muốn là ngồi nghỉ ngơi thêm một chút nữa. Và rồi thì cháu Lực thấy bóng dáng của người ông em Quân là lên trên này, không biết là lên làm gì đây. Bây giờ thì cháu Lực sẽ hỏi ông là lên trên này để làm gì. Nhìn cái bước chân của ông đi cô bác, nhìn trông rất là chậm rãi luôn. Cùng em về đây cùng. Hòn Nhã. Ông thì đang đi lấy cỏ rồi cô bác. Cùng với Hòn Nhã đấy là Hòn Nhã Phú à? Nhã Phú chứ. Nhã Phú á? Quân đấy chủ dân mình chưa à? Đã phải ở Huân nào cũng? Ở Huân ra? Ừ. Ông thì vừa bảo với cháu Lực là đi lấy cái cỏ dại ở trong rừng về để cho bò ăn cô bác. Hôm nào mà không có trời mưa thì ông sẽ đi cắt cỏ dại này, còn mà hôm nào mưa thì ông sẽ cắt cái cỏ voi mà được ông với lại em Quân trồng cô bác. Vừa rồi thì cháu Lực cũng có hỏi ông là em Quân là đang đi lấy củi ở phần phía bên kia này. Bây giờ thì cháu Lực sẽ vào là xem em Quân là lấy củi đấy đâu rồi cô bác nhé. Bà thì chỉ ở nhà là trông được bé Hiếu thôi, còn ông thì còn đi lấy cỏ phụ cho em Quân. Em Quân thì phải làm khá là nhiều cái công việc vất vả để lo cho cái gia đình của em Quân cô bác ạ. Lo cho ông, cho bà và lo cho em nữa. Hôm nay thì cháu Lực lên với em Quân thì mang cho em Quân một cái tin phải nói là rất là vui cho em Quân luôn. Một cái số tiền đối với em Quân thì gọi là rất là lớn luôn cô bác. Quân nhà thì đang lên đây lấy củi cô bác. Quân thì lên đây lấy củi lâu chưa? Vừa về ạ. Vừa về à? Ừ. Rồi. Thế anh chào Quân nhá. Ừ. Chào anh. Rồi. Cái cây này là chặt để làm củi hay là để làm gì? Chặt để bán. Chặt để bán à? Ừ. Nhưng mà lấy củi để bán hay là như nào? Lấy củi để bán. Dưới nhà này là nhà bác rồi đúng không? Vâng. Đây là rừng của nhà bác hay rừng của nhà em?
Đây là rừng của nhà em ạ. Rừng của nhà em à? Vừa rồi thì anh đang gặp ông là đi lấy cỏ rồi. Cẩn thận chặt phải dây điện nhá, dây điện nhá. Tôi vừa nãy làm đổ dây điện à? Không. Chặt cẩn thận nhá, chặt xuống dây điện là chết người đấy. Em Quân thì bố vừa mới mất thôi cô bác ạ. Bây giờ thì chắc rơi vào tầm gần là mười mấy ngày Quân nhỉ? Trước kia thì bố là người lo cho gia đình, nhưng mà bây giờ thì em Quân lại là người lo cho gia đình là chính rồi. Cái cành cây to này thì sẽ được em Quân là mang chặt để đi bán cô bác ạ. Nhà em Quân thì cũng chỉ gọi là lấy củi về để đun để nấu cơm thôi, chứ không có thêm những cái con vật nuôi nào, thành ra là cái củi này sẽ không có được dùng nhiều cho lắm. Đây là những công việc mà hàng ngày em ở nhà. Trước kia thì em chỉ lấy củi về để gọi là để nấu cơm thôi, nhưng mà bây giờ thì em phải kèm theo, bây giờ thì em phải lấy củi để mang đi bán, để mua được cơm, để mua được gạo, để mua được những thực phẩm ở trong nhà cho gia đình của em Quân cô bác ạ. Củi này thì lấy một bó hay là tí phải chặt ra hết đấy? Chặt lấy bán à? Thế những cành cây to này thì thân cây này thì mình để đây hay là một tí nó sẽ chặt luôn? Để nó khô đã à? Em Quân thì bây giờ đang phải nói là rơi vào một cái số phận rất là bi đát và éo le luôn cô bác. Mẹ thì rời bỏ em từ lúc được 40 ngày tuổi, còn chưa kịp cai sữa, chỉ gọi là uống sữa mẹ được cái mấy ngày thôi. Người mẹ đã vứt em Quân ở lại với bố, ở lại với ông bà rồi. Đến lúc mà em mới lớn lên rồi thì có... Đến lúc mà em ấy lớn lên thì bố em lại bị một căn bệnh rất là hiểm nghèo, cho nên là cũng đã rời bỏ em Quân mà ra đi. Bây giờ thì để lại cho em Quân thêm một người em nữa, thêm ông bà nữa để cho em Quân là chăm lo. Ông với bà thì năm nay cũng rất là yếu rồi, không có còn đủ khả năng để mà đi làm những công việc mà nuôi sống được em Quân nữa. Quân phải hết sức là cẩn thận nhá. Em mà bị tai nạn thì ở nhà thì không có ai giúp em chăm lo nữa đâu ấy. Không ai giúp em lo cho người bà với lại ông của mình nữa đâu ấy.
Em Quân thì phải nói là bây giờ mới gọi là chớm bước vào những cái giai đoạn mà phải đi đây đưa cho anh. Em Quân thì bây giờ phải nói là mới chớm bước vào những cái giai đoạn mà mình phải cực khổ nhất ở trên em Quân thì phải nói là bây giờ mới chớm bước vào những cái cảnh mà phải chăm lo cho phải lo cho cơm áo gạo tiền đấy cô bác. Trước kia thì người bố của em ấy còn sống thì có thể là bố là đi ra ngoài để kiếm tiền để cho em, nhưng mà bây giờ bố của em cũng đã mất rồi, không có thêm một người nào để mà làm mà lao động chính trong gia đình nữa. Còn là về cái phần làm ma chay cho người bố của em Quân đấy cô bác, ra hàng xóm làng, thượng hàng xóm và làng này thì cũng biết là nhà em Quân có hoàn cảnh cực kỳ là khó khăn, cho nên là lúc mà làm ma chay thì được bà con người ta là giúp một bác củi này, một chút gạo này, cộng thêm là 30.000 tiền nữa. Đây đưa đây anh cầm cho. Rồi. Thế này cái cây này là em chặt đổ xuống à? Như bây giờ mà làm phần ma chay cho bố thì cái củi thì mình không phải lấy nhiều đúng không? Được. Là được hàng xóm người ta giúp đỡ đúng không? Được. Này, bây giờ anh bảo này, bây giờ em chặt cái cành cây to này này. Chặt cành to này xong là chặt ở đây này, xong rồi cho nó trôi xuống dưới. Không thì em chặt hết cái cành to nó xuống đó. Bây giờ thì cháu được xe hộ em Quân là chặt những cái cành cây to này là cho đi xuống dưới, để một tí nữa em sẽ cắt những cái cành cho nó tiện hơn các cô bác ạ. Đây. Vừa rồi thì cháu được ủng hộ em Quân là chặt những cành cây to này xuống đây cô bác. Còn bây giờ thì sẽ để em chặt thêm một chút nữa. Cẩn thận nhá. Có thể dưới xuôi những bạn trẻ năm nay mới được có 14 tuổi thôi, các bạn ấy đang phải là tuổi ăn tuổi học rồi, nhưng mà em Quân thì cô bác là đang tuổi phải lo cho gia đình rồi, gác lại cái việc học của mình đi.
phun vào nhà bác à? Con hái được không? Có. Hái được à? Ừ. Nhìn à, em Quân thì có vẻ nói là trèo cây rất là giỏi luôn cô bác. Vừa rồi thì cháu được nhìn thấy em ấy chặt ở cái đoạn này cô bác. Chỉ là trông rất là ghê luôn. Nhưng mà cuộc sống của em thì bắt buộc em phải làm như vậy thôi. Ui làm thế thì rụng hết rồi. Không kéo được gì ấy. Bây giờ thì hai anh em sẽ ngồi nghỉ là ăn quả mận một chút ô cô bác. Ôi ôi, cái gì đấy? Đế à? Cắt cắt phải chân à? Vâng. Em Quân thì vừa bị không có ghi dép với cô bác. Cho nên là em ấy bị cái cỏ kia cứa vào chân một chút. Này, lấy cái giám ra này. Vâng. Đấy. Đây là cái mận của nhà bác à? Chua nhỉ? Mận này rất là chua cô bác. Mận này là mận đen hay sao cho Lực không biết là tên gọi nó là gì. Xin mời tất cả quý cô bác là cùng em cùng cháu Lực với lại em Quân là ăn mận cô bác nhá. Nhăn hết mặt rồi. Khuôn mặt của em Quân cô bác lấy củi có vẻ là toát hết mồ hôi rồi. Nhìn em trông rất là tội luôn. Em đi lấy củi để bán lên này thì một ngày lấy được bao nhiêu bó? Một ngày được 2 bó. Một ngày được 2 bó à? Vâng ạ. Thì bán củi như này thì một ngày một bó được bao tiền? Một bó được 20.000. Một bó được 20.000 à? Vâng. Vác đi tận xá trên kia bán đúng không? Vâng ạ. Có phải là có bán cho cái nhà bác mà hôm qua em đi bán đậu hay không? Bán cho cái bác đấy à? Vâng ạ. Như là cái thân như cái cành cây to cái thì mới bán được chứ còn mấy cái cành nhỏ này thì em mang về nhà em đun được chứ. Vâng. Như là cái cành cây to này cô bác, gốc to thì sẽ để em cái Quân sẽ để khô đã rồi thì em sẽ chặt về nhà là để trẻ ra xong mà mới mang đi bán đúng không? Vâng. Trẻ ra thì nó sẽ được giá cao hơn đúng không? Vâng. Hai anh em nghỉ ngơi một lúc thì em Quân lại tiếp tục là lao vào công việc để mà lấy củi. Cái củi này thì em ấy mang về để đun thôi chứ không có bán được. Bán thì em ấy để lại những cành cây to kia là để một hai hôm tới là em ấy chẻ củi để mang đi bán. Bây giờ thì cháu Lực sẽ cùng em Quân là lấy củi xong là một tí nữa về cháu Lực sẽ trao những cái phần quà mà được quý ông bà cô chú là gửi tới cho em Quân. Em Quân bây giờ thì phải nói là tót hết cả mồ hôi rồi cô bác ạ. Như hôm nọ cái mũ của em Quân đang đội ấy, thì cũng là được chị Trần Đồ Giáng My, chị có nhờ cháu Lực là mua đưa em Quân là đi mua quần áo. Cháu Lực có mua cho em Quân là thêm một cái mũ luôn.
Vừa rồi thì cháu được ủng hộ em Quân là lấy một cái phần củi và ra bên này rồi. Và bây giờ thì hai anh em sẽ là vác đi về nhà cô bác ạ. Hôm nay thì anh có một cái tin rất là vui cho em đấy. Dùng cái cây này để làm dây luôn à? Có chắc không đấy? Có. Thế mọi lần em đi rừng không lấy dây đi theo à? Không. Thế toàn làm như này à? Em Quân thì có thể nói là một cái hình ảnh mà ở trên vùng cao này các bạn nhỏ ai cũng thường đi lấy củi thôi cô bác. Nhưng mà người ta thì đi lấy củi về nhà là để nấu cơm thôi, còn như em Quân thì là đi lấy củi phải đi lấy củi để đi bán và mua được những cái cân gạo, mua được những cái túi muối về để lo cho gia đình mình cô bác. Trước kia em bỏ học xong là em đi làm hay là ở nhà? Đi làm à? Đi làm à? Vâng. Thế đi làm từ lúc mấy tuổi? 13 tuổi. 13 tuổi là đi làm á? Vâng. 13 tuổi là bắt đầu mới đi làm xa đúng không? Vâng. Còn trước kia thì em ở nhà là cũng đi lấy củi như này à? Vâng. Nhưng mà cái thời đấy không phải là em lấy củi đi bán đâu chứ? Không ạ. Thời đấy là lấy củi về nhà đúng không? Vâng. Trải thêm một lớp ra à? Ừ. Trải như này nó mới chắc đúng không? Ừ. Có thể nói là em Quân là có kinh nghiệm mà đi lấy củi rất là nhiều luôn cô bác. Những cái bộ quần áo mà hôm nọ anh đưa đi mua thì có bộ nào mà to không? Không. Có bộ nào nhỏ không? Không. Là điều vừa đúng không? Còn một bộ em chưa mặc. Còn một bộ là chưa mặc đến à? Vâng. Bộ quần dài hay là quần ngắn? Quần dài ạ. Quần dài à? Vâng. Thế thì bây giờ em chưa mặc thì em để đến để khi nào thì em mới mặc? Để có những dịp nào thì em mới mặc đến cái quần đấy? Lúc nào có bạn bè về chơi mới mặc. Lúc nào có bạn bè thì về mới mặc à? Vâng. Em đi lấy củi này thì cứ mặc những cái quần dài đi đi. Nhá. Vâng. Cô bác thân mến, ở đây có cô bác nào mà còn những cái bộ quần áo nào mà cũ mà không có dùng đến thì có thể gửi cho cháu Lực và cháu Lực đem lên cho em Quân để cho em Quân mặc để đi lấy củi hay là đi đâu cô bác nhá. Hôm nọ thì cháu Lực có mua cho em là hai cái bộ quần áo thôi, nhưng mà cái bộ quần dài thì em mới không có nỡ mặc, em mới để đến lúc nào mà có dịp thì em ấy mới mặc những cái bộ quần áo dài tay đấy.
Bây giờ thì hai anh em sẽ là xếp củi xong là vác đi về thôi. Nhưng nếu mà cành cây to này có thể là mang đi bán được này. Vâng. Nhưng mà phải trẻ đúng không? Vâng. Trẻ làm đôi thì người ta mới giá cao hơn đúng không? Vâng. To quá liệu có vác được không đấy? Được. Dùng dao để trẻ đi, cái đấy dùng dao trẻ đi đây. À được rồi. Có cần anh để buộc cùng không? Không. Ấy, cẩn thận chứ. Bác trai ở trên này thì đi đâu làm rồi à? Vâng. À, thấy có mỗi bác gái ở nhà thôi à? Vâng. À. Như ở kia là ai? Dạ. Như ở kia là ai? Chị dâu. Chị dâu à? À là bác trai có thêm một người anh đúng không? Thế bây giờ anh trai ở nhà bác thì đi đâu hết rồi? Đi làm. Không đi làm hết rồi à? Ừ. Em có bao giờ đi theo các anh ấy để làm không? Chưa. Chưa à? Ừ. Bây giờ nếu mà em đi thì ở nhà lại không có ai lo nhỉ? Vâng. Thế thành ra là em không có dám đi đâu để làm xa nữa. Ở nhà thì có mỗi con dao này thôi à? Vâng. Anh thấy con dao đấy thì còn bị mẻ cả da rồi. Vâng. Đây là con dao duy nhất ở trong gia đình à? Vâng. Rồi, con dao, có một con dao duy nhất ở trong gia đình có bác. À, không may là chặt cây là cũng bị mé hết rồi. Bây giờ thì hai anh em cũng sẽ về thôi cô bác. Em Quân thì bác củi luôn, cháu Lực thì hộ em Quân là cầm dao. Bó đấy thì rơi vào tầm bao nhiêu cân? Chắc tầm mười mấy à, đến 20 cân không? Chưa đến mấy. Chưa đến mấy à? Chắc độ đâu đó rơi vào tầm 15 cân. Mà cái số cân em Quân hiện tại thì được có hơn gọi là 30 cân thôi cô bác. Ôi, cẩn thận dây điện nhá. Thấp thấp, thấp xuống một tí. Rồi. Cái chỗ này là nền nhà của nhà bác à? Vâng. Nhà bác định làm ở đây mà. Hôm trước anh trai định làm nhà. À, là anh trai đúng không? Anh trai nhà bác à? Vâng ạ. À. À, ở từ xa xa nhìn thấy thì bà đang đứng ở ngoài kia là chắc là trong em Hiếu của bác ạ.
em Quân với ông thì đi lấy cỏ, đi lấy củi rồi. Bây giờ là đi đâu ấy? Đi uống nước à? Đi uống nước lá ở kia luôn à? Thôi. Nhà bác thì một cái ngôi nhà cũng rất là sơ sài thôi, cho nên là không khó lo được cho gia đình cho em Quân mấy cô bác ạ. Nhà bác thì cũng khó, khá là đông con, cho nên là chỉ lo được cho gia đình của mình thôi. Em Quân thì vừa rồi đang đi bên kia uống nước một chút, bây giờ thì cháu Lực sẽ ở đây đợi em một chút cô bác ạ. Nhà bác thì có ai ở nhà không? Không ạ. Không ai ở nhà luôn à? Vâng. Con đường xuống của nhà em Quân thì đi cũng khá là nguy hiểm các bác. Hôm nọ thì cháu Lực do là trời mưa bị trật và bị té ở đây một lần. Vừa mới bước vào ngôi nhà của em Quân thì cháu Lực có cảm thấy dường như là có một điều gì đấy. Nó có vẻ là cảm thấy rất là khó tả cô bác ạ. Không biết do là bố của em Quân mới mất chưa có lặng phần ma chay, hay là do cháu Lực lên đây chưa có quen thuộc cho nên là bị những cái điều này sao cô bác. Bây giờ thì hai anh em đã đến nhà rồi. Để đây luôn à? Để phơi cho khô đã. Là đấy, để đây phơi cho nó khô đã đúng không? Vâng. Ừ. Bây giờ thì bảo ông là đi lên nhà đi nhá. Vừa rồi thì cháu Lực cũng có gặp ông là đang đi lấy cỏ cô bác. Vừa rồi thì ông cũng đã về đến nhà rồi. Bà thì một cái dáng người mà trèo lên cầu thang thì cảm thấy bà đi cũng còn khó khăn nữa cô bác. Còn là con dao thì bây giờ để đâu? Đây, để nhà đi. Như là cái phần hiên của ngôi nhà em Quân ấy cô bác, không có một cái phần lan can nào ở đây, chỉ có vài cái thanh gỗ thôi là được gia đình em Quân là để lại làm cái phần hành lang mà đi vào. Hiếu thì vừa ngủ dậy à? Hả? Em bé chắc là vừa ngủ dậy đúng không? Rồi. Bây giờ thì hai anh em sẽ nghỉ ngơi một chút nữa và cháu Lực sẽ trao cái phần quà này tới tay cho em Quân với lại gia đình của em Quân luôn các bác, để cho em Quân là sau này mua những cái vật dụng mà cần thiết để lo cho cái đám tang cho người bố của bác ạ. Bây giờ thì anh sẽ nói qua với lại Quân một chút nhá. Rồi. Em bé Hiếu thì chắc là vừa mới ngủ dậy cô bác, cho nên là nhìn mặt của em bé trông rất là buồn. Như cô bác có thể nhìn thấy khuôn mặt của người bà, mặc dù bà thì năm nay chỉ có 77 tuổi thôi, còn kém tuổi hơn cả ông của Sử, nhưng mà chắc là do là cơ địa của người phụ nữ cho nên là yếu hơn. Còn ông thì vẫn còn sức để đi lấy cỏ, để đi phụ giúp được em Quân, nhưng mà ông không có đi làm được những cái việc mà như gọi là đi làm thuê để về lo cho gia đình nữa. Còn là bây giờ thì mọi trách nhiệm đều là lo do cho em Quân là đi làm xong là đi lấy tiền để đi mua thức ăn thôi. Còn là như cái phần gạo của nhà, còn là cái phần ruộng của nhà em Quân đấy cô bác, thì là một năm thì cũng không có đủ để ăn thôi, cũng không có đủ để ăn. Ở đây thì cháu Lực đi chia sẻ những hoàn cảnh thì những hoàn cảnh nào mà thực sự là khó khăn nhất và thực sự mà éo le nhất thì cháu Lực mới chia sẻ lên, chứ không phải là có những hoàn cảnh mà có ruộng nhiều thì có ruộng hay là có những cái con vật nuôi gì đại loại là đủ ăn, cháu Lực chia sẻ lên những cái điều đấy thì cháu Lực sẽ không có chia sẻ những cái hoàn cảnh đấy lên cô bác nhé. Và bây giờ thì cháu Lực xin được thông qua những cô bác Mạnh Thường Quân đã gửi tiền tới cho
gia đình của em quen cô bác nhá. Ở đây thì hôm nọ cháu Lực có nhận được một khoản là của chị Hoàng Thu Hương, chị ở Tiên Quang. Chị có gửi cho em Quân là 1 triệu đồng. Và bà Duyên, bà ở bên Úc, bà có gửi cho em Quân là 1 triệu đồng. Và cô Thúy Phạm, cô ở bên Mỹ, cô cũng gửi cho em Quân là 100 đô. Và trong đó thì cho em Quân là 2 triệu đồng. Còn 360 ngàn thì cho cháu Lực làm kinh phí để đổ xăng đi lại. Và hôm nay thì cháu Lực nhận được một cái khoản nữa là cô Nguyễn Cẩm Đoan, cô ở bên Mỹ, cô có gửi cho cháu Lực 1 triệu. Cô Nguyễn Cẩm Đoan này là gửi cho anh chị Quyền Yển TV, và anh chị đấy có đưa lại cho cháu Lực. Và hôm nay thì cháu Lực cũng lên là đưa cho em gia đình của em Quân luôn cô bác. Tổng cái số tiền mà thời gian qua cháu Lực lên chia sẻ cho em Quân thì là được 5 triệu đồng cô bác. Và bây giờ thì cháu Lực sẽ trao cái số tiền này để cho để giúp cho em Quân đấy. Và bây giờ thì cháu Lực sẽ trao cái số tiền là 5 triệu đồng này cho em Quân với lại bà nhá. Còn tiền này thì bây giờ anh sẽ trao cho em nhá. Đấy, em đếm đi là 5 triệu nhá. Đấy rồi. Cái phần số tiền này được các bác gửi cho em thì là sẽ để cho em mua thức ăn này và mua thêm những cái thực phẩm, những cái đồ dùng trong gia đình còn thiếu nhá. Và thêm nữa là như em bảo là muốn là như em bảo là mua những cái đồ đồ vàng mã cho bố của em đúng không? Để làm đám ma đúng không? Đấy, cái này sẽ là như là các bác gửi cho em là cái tiền mà phúng viếng nhá. Đấy, bây giờ từ phúng viếng thì chắc là em mà không có hiểu đâu đúng không? Đấy. Và anh xin được nói lại với em, với lại ông, với lại bà thêm một lần nữa nhá. Ở đây thì có chị Hoàng Thu Hương, chị ở Tiên Quang, chị có gửi cho em là 1 triệu đồng. Và bà Duyên, bà Úc có gửi cho em là thêm 1 triệu đồng nữa. Và cô Thúy Phạm, cô ở bên Mỹ thì cô có gửi cho em là 100 đô và trích ra cho em là 2 triệu đồng. Còn 360 ngàn thì là đưa cho anh để anh đổ xăng. Và cô Nguyễn Cẩm Đoan, cô ở bên Mỹ, cô có gửi cho em là 1 triệu đồng nữa nhá. Đấy, ở đây thì có chị Hoàng Thu Hường với lại bà Duyên ở Úc. Thì những cái video trước cháu Lực cũng đã nói lên và gửi bao nhiêu tiền và gửi những cái cho tới những hoàn cảnh nào, cháu Lực cũng đã nói cho cô bác nhá. Rất mong là quý cô bác sẽ thông cảm cho cháu Lực, là cháu Lực lên tới hoàn cảnh của em Quân thì cháu Lực sẽ không có neo lên gió những số tiền mà các bác các cô gửi cho cháu Lực. Có một cái video cháu Lực làm một cái video và cháu Lực cũng đã là nói lên là có bác nào gửi cho các em những hoàn cảnh nào và cho cháu Lực bao nhiêu để đổ tiền xăng thì cháu Lực cũng đã nói hết rồi cô bác nhá. Còn bây giờ thì em có một lời nào cảm ơn gửi tới quý ông bà mà đã gửi tiền cho em không? Vâng, con cảm ơn quý ông bà, cô chú anh chị đã gửi tiền cho con để con làm đám ma cho bố. Con biết ơn cô bác rất nhiều. Rồi, có vẻ như em Quân đôi mắt của em Quân đã hình như đã hơi đỏ đỏ một chút thôi cô bác. Chắc là do các mạnh thường quân cô bác gửi tiền cho em Quân có thể là xúc động quá cho nên là dường như là em ấy động lòng cô bác ạ. Thời gian vừa rồi thì bố của em Quân cũng vừa mới mất nữa. Rất là mong quý ông bà, cô chú, anh chị sẽ luôn luôn rất là mong quý ông bà, cô chú, anh chị thời gian tới sẽ quan tâm tới em Cương. Vậy rất là mong thời gian tới thì sẽ nhận thêm được những cái tấm lòng vàng của quý ông bà, cô chú, anh chị gửi tới cho em Quân và ông bà của em Quân cô bác nhá. Còn tiền này thì em sẽ để cho ông cầm hay là em cầm? Lấy gì cho bác cầm đi mua má vàng cho bố ạ. Là để đi mua vàng má đúng không? Là để nhờ bác đi mua đúng không? Rồi, tại vì thưa cô bác, em Quân thì cũng bây giờ cũng là tuổi, mặc dù tuổi thì em ấy vẫn còn nhỏ thôi, nhưng mà em ấy là người mà lo cho gia đình
thì cháu Lực sẽ trao cho em Quân. Và em xem ở trong những cái đồ trong gia đình, những cái đồ nào mà cần thì em sẽ đi mua nhá. Rồi còn mua những cái đồ mà giấy vàng má bao nhiêu thì là sẽ nhờ bác là đi mua nhá. Đấy, tại vì những cái phần này thì em cũng chưa biết là chọn hay cô bác, cho nên là bác sẽ giúp em Cương là giúp em Quân là đi mua. Còn bây giờ thì chắc là ông cũng có một lời cảm ơn tới quý ông bà Mạnh Thường Quân gửi tới cho gia đình của ông bà cô bác nhá. Bạn này cùng hát cam khả năng cảm ơn bóng bò. Cùng lá cả chiếu sắc cam uống. Biết ơn. Đấy rồi. Cùng hát cam hơi lắm. Tôi biết ơn. Bạn này cùng hát còn non cái đấy. Cùng hát. Bảo gọi cho lúc là anh giúp đỡ. Khó khăn này à. Lúc là anh mới giúp đỡ. Thôi cháu lúc yên hơi với cháu phân con và phân kia à. Rồi, vừa rồi thì ông cũng có nói là gửi lời cảm ơn tới tất cả quý Mạnh Thường Quân trong và ngoài nước đã gửi tiền để giúp cho gia đình em Cương là một cái khoản đối với ông với bà thì cái khoản đấy cũng rất là lớn cô bác ạ. Đối với cả gia đình em Quân thì cái khoản đấy rất là lớn luôn cô bác. 5 triệu đồng này thì không biết là em Quân đi kiếm bao nhiêu tháng thì mới đủ 5 triệu này để em mới về lo cho gia đình. Phò mi sắc cầm cảm ơn thằng Phong không? Cầm cảm ơn được với hát lại. Hát còn non đi cho Phong. Bà lê có khăn à, cũng như này lê hay lại mầm cho bà đi cho cái cầm ta lại hay sợ như là đi bày cho hay chứ mẹ hay mà. Sợ như là cứ bà thì vừa rồi cũng gửi một lời cảm ơn tới quý Mạnh Thường Quân đã gửi tiền về để cho gia đình của ông với bà. Theo bà kể là từ hôm mà bố của bé Hiếu này mất thì hầu như là đêm nào bé cũng khóc, không có ngủ cùng ai, chỉ có ngủ cùng ông với bà thôi. Con chúc các ông, con chúc các ông, các bà luôn mạnh khỏe. Đấy rồi, và qua đây thì cháu Lực cũng thay mặt gia đình của em Quân gửi một lời cảm ơn tới quý ông bà, cô chú anh chị Mạnh Thường Quân trong và ngoài nước đã gửi những tấm lòng vàng của quý ông bà tới cho gia đình của em Quân. Xin cảm ơn quý ông bà rất là nhiều. Chúc tất cả quý ông bà, cô chú anh chị thật nhiều sức khỏe và luôn thành công trong cuộc sống. Và cái thước phim hôm nay thì cháu Lực cũng xin được kết thúc ở đây thôi cô bác. Hẹn quý ông bà, cô chú anh chị ở những sóng tiếp theo trên kênh Bản Em. Con kính chào quý ông bà, cô chú anh chị. Đấy rồi.